Chào tất cả các bạn. Hôm nay trên diễn đàn YouTube của nhà mình thì có một anh em xin một cái ý kiến để mua một chiếc MacBook cũ này. Anh em có gọi điện cho mình và anh em đang bảo là em đang đi xem một chiếc MacBook cũ đời năm 2012. Và em kiểm tra số lần sơ bộ sạc ở trên máy thì nó chỉ có hơn chục lần. Thì cho em hỏi cái máy này dùng có đảm bảo kinh tế hay không? Có đảm bảo kỹ thuật để sử dụng hay không? Em nhìn bên ngoài thì hình thức rất mới mà nó chỉ có vài lần sạc của đời máy năm 2012. Chính vì thế là em cũng rất là nghi ngại và băn khoăn thì không hiểu chiếc máy này bên trong nó đã thay thế hay làm gì chưa. Thì mình sẽ làm một cái video mình chia sẻ và tư vấn cho anh em để mua làm sao một chiếc MacBook cũ mà đúng cái chất lượng, mà mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiểm tra là máy nó còn zin và có thể sử dụng tốt hay không. Thì mời anh em nào xem. Mình nói ngắn gọn như này, cái số serial sạc thì thực ra thì nó không thể nói đến cái tiểu sử của cái máy được. Mình nói ngắn gọn với anh em như này, một số máy mình nói thẳng luôn đi, đời năm 2015 đổ xuống đi. Một cái máy mới là bình thường nó sử dụng cũ mà chỉ có vài ba lần sạc thì anh em cũng phải tự hỏi làm gì có chuyện như vậy. Chẳng qua ai mua máy về là để một chỗ. Mình nói luôn, những cái trường hợp mà máy serial sạc thì thực ra ít lần, mà thực sự thì vẫn có nhưng nó là rất ít và rất là họ hoàn. Chẳng hạn như một số hàng lưu kho của Apple mà mua thanh lý từ nước ngoài về hoặc dự án thì có thể vài ba chục lần sạc thì mình tin được. Hoặc cũng có thể người dùng vô tình người ta mua về sử dụng và người ta không có mục đích sử dụng, mà một vài ba năm sau người ta sử dụng ít bán, thì dưới khoảng vài ba chục lần sạc thì mình tin được. Còn mình cũng chỉ cho anh em luôn như này này, thực ra số lần sạc thì nó chẳng có gì quan trọng quả, mà cái quan trọng nữa là anh em nhìn cái dung lượng pin trên máy nó còn là bao nhiêu. Ví dụ chiếc máy này thì serial sạc của nó là 375 lần, và đời máy năm 2014 thì chắc chắn cái máy này chưa hề thay pin. Anh em phải để ý luôn cái dung lượng pin của máy nó còn là bao nhiêu. Cái này mới là cái quan trọng này. Ví dụ pin của nó mới, con này là 5.900 thì vị trí con này còn 5.300, thì nó hao mất, anh em tính luôn cái phần trăm hao của nó là bao nhiêu. Thì như cái số lần pin như này thì chấp nhận được, con đời máy mình nói luôn anh em 2013 mà 2014 mà chỉ có vài ba lần sạc thì anh em phải hỏi, một là cái máy đấy thay pin rồi. Thực ra thay pin thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến chất lượng của máy cả, chỉ sợ nó là thay pin OEM, mà pin không chính hãng thì thực ra là sao, nó dùng cái máy chúng ta là rất là nguy hiểm. Mình cũng đã rất nhiều trường hợp là mua một cái MacBook và đã đi thay thế pin ở các cửa hàng khác và mang qua chúng mình kiểm tra. Có những trường hợp vừa mới vào thay, mới dùng và em mới thay con pin này đã thấy nó kênh cả tút pát lên và nó phồng rộp. Nguyên nhân do sao? Nguyên nhân là do pin nó kém chất lượng, dùng một thời gian nó phồng nó rộp và dung lượng pin xuống rất nhanh thì nó gây nguy hiểm cho cái máy của anh em mình. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em cách kiểm tra một cái máy bên trong nó còn zin hay không và có đảm bảo chất lượng hay không. Quy trình để kiểm tra một chiếc MacBook cũ trước khi xuất bán ra của cửa hàng mình thì gồm 3 phần. Đó là phần định hình từ những bên ngoài. Bên ngoài thì bọn mình gọi là hình thức, thì mình sẽ kiểm tra là những chiếc MacBook này có bị móp méo hoặc là bị tác động theo thời gian, bị xuống cấp hay không. Thì mình sẽ kiểm tra ở bên ngoài, mình cận như này. Thì chúng ta nhìn hết các góc cạnh của những chiếc máy như này, xem nó có tác động vật lý hay không. Còn trên tay mình đây đó là chiếc MacBook cũ đời 2016. Để các bạn có thể nhìn thấy hình thức ở bên ngoài như này thì bọn mình gọi là chuẩn đạt 98-99%. Và chúng ta có thể mở kiểm tra như này. Thì các bạn có thể kiểm tra các bước, ví dụ như là nó có bị chầy móp không. Tại vì cái quá trình thời gian sử dụng, đối với các bạn dùng cẩn thận thì không sao, nhưng một số sản phẩm thì rơi móp méo. Thực ra móp méo thì cũng chưa chắc nó đã ảnh hưởng chất lượng của bên trong, nhưng mà nó sẽ xấu về hình thức. Bởi vì chúng ta mua những cái đồ cũ thì ai cũng rất trọng hình thức ở bên ngoài. Nói chung đồ càng đẹp thì giá trên thị trường thì nó càng cao. Đây, các bạn có thể nhìn. Thì mình sẽ kiểm tra thường là các bước như này. Mình nhìn hết các khía cạnh và phím. Đấy. Các viền màn hình. Rồi. Và các bạn có thể thấy các cổng kết nối của nó thì chúng ta sẽ cắm chúng ta kiểm tra. Đây nó còn gọi là cổng USB Type-C này các bạn này. Đây là phiên bản không tút 3 nên nó chỉ có hai cổng như này thôi. Thì thường là chúng ta sẽ cắm các thiết bị vào, chúng ta kiểm tra những cái cổng này kết nối có chuẩn xác hay không. Và đây cổng phone của này. Còn đây là trên phiên bản cũ của mình thì nó rất nhiều cổng. Đấy. Thì chúng ta cắm, chúng ta kiểm tra hết và nhìn kỹ những cái cổng này có bị hoen gì hay là bị dính nước hay không. Như con này thì các bạn có thể nhìn thấy nó do là cái quá trình sử dụng theo thời gian thì nó có chút móp này, xước này. Hàng như thế này thì bọn mình gọi là hàng 90%. Đấy, đấy. Còn thứ hai nữa, anh em nhìn những cái viền gioăng cao su của những cái màn này, xem nó có bị sứt, bị mẻ hay không. Một số con thì thực ra nếu mà thợ mà làm không khéo mà cạy ra ấy, để thay thế nó hay bị sứt những cái này này. Còn những cái này mà nó còn đẹp thì khá là ok. Trên các dòng Retina anh em chú ý nó rất hay bị bong cái lớp chống lóa ở bên ngoài. Những cái model chẳng hạn như 2015 thì chúng ta vẫn có thể đổi miễn phí được. Những cái model đời sâu hơn, đời Apple không đổi miễn phí.
nếu mà bong ở ngoài này thực ra nó không ảnh hưởng gì chất lượng của cái máy đâu, nhưng mà nhìn nó rất là xấu. Thứ hai nữa là anh em bắt đầu bật máy lên và anh em kiểm tra cái màn hình, bởi vì cái màn hình nó rất là quan trọng. Màn hình trên các dòng MacBook không phải là rẻ đâu nha các bạn nhé. Một cụm bàn như này trên thị trường nó khoảng 8-9 triệu, không phải ít đâu. Anh em nhìn hết xem nó có xuất có mẻ gì không. Và anh em ở đây nếu đơn giản này, anh em ở đây anh chọn màu này. Chọn cho tôi một trắng phát đi. Anh em nhìn giật kỹ xung quanh xem có đốm có điếc gì không. Nó đốm điếc nhìn rất là khó, và anh em thì cần chỉnh lên trắng này xem nó màu miếc như nào này. Còn đây anh em nhìn nó kỹ hết xung quanh, nó có nó màu chết, điểm chết, điểm chết gì không. Thứ hai là anh em chuyển lên đen. Đấy, nhìn giật kỹ cho tôi. Đó là cái màn hình. Còn thực sự một cái màn hình như này làm phát chấm ở đây chẳng hạn, hoặc một đốm điếc ở đây thì xấu, không muốn mua đâu, đừng mua những cái đấy chết đấy. Thứ ba nữa là anh em kiểm tra camera cho tôi, bởi vì dùng đã dùng MacBook rồi thì chúng ta rất hay sử dụng cái camera FaceTime ở trên. Anh em kiểm tra cho camera nó có hoạt động nhá. Ở đây đi. Đây, camera rất là nét luôn. Và anh em nếu cẩn thận, anh em quay vào đây xem cái mic nó có hay không, anh em vào đây luôn này. Anh em chuyển lên chế độ video này, bấm vào đây này. Alo, tôi đang làm chương trình cho các bạn test cái MacBook nhá. Anh em bấm vào đây. Thử luôn cái đoạn video này. Alo, tôi đang làm chương trình cho các bạn test cái MacBook nhá. Đấy, có tiếng nhá, rất ok. Còn check thông tin và bảo hành thì anh em vào đây. Anh em vào service tab này, nếu mà có mạng thì nó sẽ truy cập vào đây này. Thực ra những cái dòng máy mà nó còn bảo hành, chẳng hạn như cái model 2016 ấy, một số model 2015 vẫn còn bảo hành thì chúng ta sẽ rất là yên tâm. Nhưng mà các bạn chú ý là những cái dòng sản phẩm mà móp méo thì Apple sẽ từ chối bảo hành. Chính vì thế mà cái sản phẩm nó phải còn đẹp thì Apple bảo hành được. Còn nếu mà trên máy mà nó còn bảo hành móp méo thứ gì, nếu chúng ta đem đi bảo hành thì họ cũng từ chối. Đây là trang trực tiếp từ trang chủ Apple và chúng ta sẽ kiểm tra cái sản phẩm của chúng ta còn hỗ trợ bảo hành của Apple hay không, và nó có xuất xứ gì không thì anh em vào đây. Đây chúng ta đánh vào đây. Đây các bạn có thể thấy đây là cái thông số của cái máy. Theo thông số của chiếc máy này thì nó đã hết hỗ trợ bảo hành này. Anh em có thể đọc các thông tin của nó này. Còn nếu mà các bạn check ở trên trang này mà không thấy nó hiện gì cả thì chứng tỏ là cái máy nó có vấn đề. Vấn đề tớ nói ở đây, ví dụ như các phiên bản mà nó dính ở bên nước ngoài ấy, những cái phiên bản mà sách Việt Nam có cả hàng ăn cắp, hoặc là những cái máy mà nó không rõ nguồn gốc ấy, thì Apple sẽ xóa toàn bộ thông tin trên cái máy này. Đây là phần kiểm tra nhé. Cái quan trọng nữa là test bàn phím này. Tay anh em bấm hết ở đây này, xem nó có nhận phím không. Thực ra những cái này cũng đơn giản thôi chứ không có gì là phức tạp cả, chúng ta có thể tự chúng ta làm được. Quên mất vừa nãy chưa nhắc các bạn, nếu mà những cái cổng kết nối ở bên ngoài ấy, anh em mang những cái USB ấy, hoặc là những con chuột, anh em cắm hết vào những cái cổng này. Còn nếu mà có cái thiết bị chẳng hạn HDMI thì cũng có thể cắm kết nối ra bên ngoài xem cái máy nó có kết nối được hay không nhá. Hoặc đầu độc thẻ này. Còn muốn chỉnh sáng tối loa nữa thì mình đã chỉnh mic rồi. Thì chúng ta chỉnh vào đây. Còn thứ hai nữa là anh em kiểm tra pin. Quên mất vừa nãy mình chưa bảo các bạn. MacBook thì nó cũng rất quan trọng pin nhá. OG này. Pin con này chẳng hạn thì trên chiếc máy này còn 7800 mà nó sạc có 225 lần thì pin này là hoàn toàn ok này. Còn thường MacBook nó rất là khôn, nếu mà các bạn pin lỗi các bạn thì kích vào đây nó báo battery service, có nghĩa là pin phải thay thế. Còn thường chu kỳ dòng pin thì nó được khoảng 1000, hơn 1000 lần một chút là phải thay thế rồi. Còn cách kiểm tra hơn nữa là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở máy ra để nhìn main, xem main còn zin hay không, có bị dính nước hay không. Giờ mình tắt máy đi. Anh em phải có đồ mới mở được nhá. Tu vít của Mac nó dùng 5 cạnh như này nhá. Đây là nội tạng bên trong một chiếc máy còn zin này. Mắt tinh anh em chỉ cần nhìn cái quạt, chẳng cần nhìn cái gì cả. Nó đã bụi bẩn này. Đây anh em lăn lên, anh em nhìn. Chỉ cần nhìn những cái khe bụi như này là biết này. Zin luôn. Pin cũng chưa từng tháo thay thế này.
ổ cứng của Samsung này. Thì các những linh kiện như này các bạn nhìn kỹ cho mình, RAM. Những cái dòng MacBook Pro Retina rất hay chết RAM luôn. Mà nhiều cửa hàng họ sẽ dùng đóng lại RAM, nó chỉ dùng được tạm thời, dùng được vài bao hôm là lại tèo. Thứ hai nữa là chip Vega, là chip card hình này. Nếu có dấu hiệu đóng lại hoặc cậy phá keo như này là các bạn nhìn để ý ngay này, hãng nó có cái keo này. Và đây là CPU. Trên cái dòng bệnh Retina thì sợ nhất độc chết ông card hình với cả chết ông RAM này là sợ nhất này, chipset nó này. Còn đây là cái bo nguồn này, anh em nhìn cũng kỹ cũng biết ngay này. Bên không hề có dấu hiệu nước này. Đấy. Còn nếu mà pin kể cả linh kiện trong máy, nếu có quả pin, nếu có thay thế thì hoàn toàn là ok. Hoặc những cái bo này mà người ta có sửa chữa lại thì nó thực sự các bạn vẫn có thể dùng được. Nhưng riêng ông này sửa lại, ông này đóng này, tèo này, ông này sửa lại tèo này, ông này cũng làm lại tèo luôn này. Còn những cái linh kiện trong máy, một số con mà sách từ nước ngoài về nó bị iCloud ấy, người ta có thể chạy lại một phần mềm, thì một số con chạy được, một số con phải lạp lại BIOS thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy, loa liếc còn nguyên. Còn mà tháo ra mà thấy cái linh kiện mà sửa chữa mà đụng đến những cái mình vừa bảo rồi thì thôi, lách luôn, bỏ luôn con máy đừng có mua, không lại tiền mất tận mang. Anh em để ý là tất cả thiết bị điện tử của Apple họ đều có cái dán cái giấy quỳ này. Đây, rất nhỏ màu trắng này. Ông này mà dính độ ẩm cao phát ngả màu ngay. Đấy, quên mất vừa nãy mình chưa chỉ anh em. Đây này. Đấy, đây cũng có này. Đây cũng có này. Đấy. Còn những cái bụi này thì mở ra thì anh em nếu mà có mua hàng thì yêu cầu người ta mở các vệ sinh bảo dưỡng nhá. Bẩn như này thì bảo dưỡng qua đi là ok. Các bạn có thể thấy là mình đang dùng cái lệnh để mình test cái CPU luôn. Trên CPU con này là 8 lõi thì mình test luôn cả 8 cái cho nó chạy 100% luôn xem có báo lỗi gì không. Còn có một số cách thì nó cũng chạy ở trên internet nhưng mà mất nhiều thời gian hơn. Đây chỉ là những cái lệnh đơn giản thôi, các bạn nhìn cái lệnh của nó mình đánh sẵn này. Đây, cái máy bắt đầu chạy hết, những năng quạt bắt đầu rú này. Còn anh em mà cẩn thận cứ cho test khoảng 10-15 phút. Con nào mà dính bệnh cái lăn tèo giống chết luôn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đọc cái thông số ở trên này. Dòng lệnh đây nha anh em nhá. Đây này. Ok. Còn anh em mà muốn test cái card Vega thì anh em dùng cái phần mềm Fullmax này. Cái phần mềm Fullmax này thì rất là chẳng lạ gì ở trên cái phiên bản Windows mà mình test suốt các bạn xem rồi. Đây các bạn có thấy là mình đang test cái 3D chạy trên cái cả màn hình rời của chiếc máy này. Các bạn nhìn cái hình ảnh ở trên nó có bị giật hay không nhá. Cái này cứ test khoảng 10 phút cho chắc. Đấy, còn những cái máy mà nó lỗi Vega thì bạn nó chạy nó giật đùng đùng luôn. Hình ảnh mà nó hiển thị mượt mà này là hoàn toàn ok này. Tóm lại ngắn gọn với các bạn như này, một chiếc MacBook cũ cái số lần xây bộ sạc ở trên cái máy thì chẳng liên quan gì đến cái chất lượng của cái máy cả. Số lần xây bộ sạc càng ít thì có nghĩa là cái máy nó qua sử dụng, có nghĩa là dùng ít hơn so với những người dùng bình thường. Còn thực ra mà cái máy mà nó đã từng thay thế pin, nếu mà thay thế pin chính hãng thì không có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ có cách kiểm tra pin này có ngon hay không thì mình sẽ có hướng dẫn cho anh em ở cái trước đấy rồi. Còn nếu anh em mua những cái MacBook cũ thì anh em kiểm tra cho mình những cái đơn giản nhất, đó là số lần pin sạc của hình thức ở bên ngoài, tiểu sử của nó và những cách kiểm tra những cái máy nó đã dính nước hay nội dung là A, B, C. Thì mình đã làm một cái hướng dẫn rất chi tiết cho anh em rồi. Còn một chiếc MacBook cũ, anh em hỏi là cái tuổi đời liên hạn sử dụng nó trong bao lâu thì tốt, thì mình cũng nói thẳng với anh em chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả. Một cái MacBook từ lúc nó sản xuất ra, ví dụ đời 2013 bây giờ đi, một số anh em hỏi có dùng tốt hay không, 2013 bây giờ 2018 cũng đã 5 năm rồi. Nhưng với những chiếc MacBook Pro Retina thì anh em vẫn có thể kiểm tra kỹ mua, anh em mình cũng nói thẳng luôn. Có thể dùng tốt 3 đến 4 năm nữa
hoàn toàn vẫn có thể dùng được. Nhưng anh em phải biết cách kiểm tra, phải bảo dưỡng định kỳ cho những chiếc MacBook này thì nó dùng mới tốt được. Chứ chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả. Một số anh em mua những cái máy có khi đến 5 năm mới mang lên cửa hàng, chả bảo dưỡng vệ sinh gì cả, mở ra cái máy nó thực sự còn bẩn hơn cả cái hố xí. Tất cả những cái bên trong nó đã che kín rồi, nó không làm mát được thì bảo sao máy nó chạy nóng mà chạy giật, mà bảo sao cái quạt nó chết. Đó là những cái anh em không có kiến thức sử dụng, chính vì thế nó rất nguy hiểm cho máy của anh em. Còn một chiếc MacBook cũ, một chiếc MacBook cho là cũ đi thì dùng tốt, mình cũng nói luôn, chúng ta chỉ dùng chu kỳ máy khoảng 6 năm thôi. Còn nếu ngoài 7 năm thì thôi anh em ạ, bởi vì là sao? Cái phần cứng nó sẽ không đảm bảo, và lúc đấy thì thứ nhất là pin kém, một vài linh kiện nó kém, mà kể cả cái hệ điều hành nó cài những cái phần mềm mới trên chiếc máy nó sẽ không đảm bảo được. Nó sẽ chậm và giật, đúng giống như cái iPhone chẳng hạn. Các bạn bây giờ kể cả giống như cái iPhone 2 với iPhone 3 bây giờ mà cài hệ điều hành cao nó vẫn không cài được thì chạy làm sao được cái MacBook. Nguyên lý cũng là vậy. Đó là những cái lưu ý để anh em mua những cái MacBook cũ. Còn anh em mà không hiểu gì về MacBook mà cần tư vấn gì cứ gọi điện cho mình. Cứ đặt hỏi hoặc comment ở bên dưới, mình sẽ tổng hợp, biên tập và trả lời anh em qua những cái video như này. Thân chào anh em và hẹn gặp lại.